Thì Nguyên đang phối với lại một cái túi Dior của Nguyên và đôi dép đi mua ở Shopee. Đó mọi người, cái đôi này mang được Nguyên với rất là nhiều outfit luôn á. Đó, Nguyên mặc này đi chợ rồi nè. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với channel của Di. Và ngày hôm nay, oh my god, đã lâu lắm rồi mọi người. Cái video làm styling cho nhau còn mới Nguyên thì mọi người cũng thấy nhưng mà cũng đâu có quay nhiều, nhưng không có nhiều như ngày xưa, tại vì bây giờ tụi mình khá là bận, nhưng mà bây giờ mùa quarantine nó quay trở lại. Đúng rồi, là ở nhà lại giãn cách nữa rồi. Cho nên là ngày hôm nay Tiên có mời Nguyên đến channel của Tiên ngày hôm nay. Và Tiên sẽ làm một video là không sẽ là style swap nữa, mà hôm nay Tiên sẽ là người style cho Nguyên những cái phong cách mà Tiên nghĩ là Nguyên phù hợp hoặc là Nguyên chưa bao giờ mặc cả. Đó, chứ không phải là những cái phong cách bình thường. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ đến với lại bộ đầu tiên nha. Ok, 1, 2, 3. Ta-da. Wow. Thì đây là cái bộ đầu tiên nha mọi người. Đây là một cái áo oversize mà Tiên chọn cho Nguyên, với cái vải là satin lụa. Cái áo này là của Her Story nè mọi người. Xong rồi cái váy này là của đâu vậy? Váy này của má đó. Váy này của Nguyên. Tiên thấy Nguyên mặc có vẻ rất là hợp với lại cái áo này, cho nên Tiên kêu Nguyên mặc luôn. Và Nguyên mang một cái đôi dép. Cái đôi dép đó, một đôi dép này. Đôi dép này thì Tiên mua ở Shopee. Tiên mua Shopee có 100 mấy chục ngàn mọi người. Nhưng mà đẹp lắm nha. Mang đẹp đúng không? Ừ. Cái này là có một cái chiếc túi Dior. Đó, túi Dior nữa cho hợp phong cách. Thì bây giờ Tiên sẽ cho mọi người show mọi người Nguyên một cái full look của Nguyên nha. Quay nhầm. Đây là một phong cách khá là công sở đúng không? Thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều style, ví dụ như là công sở, sexy girl, bad girl, rồi bánh bèo girl đó. Thì hôm nay là style này style công sở chứ này nào. Kiểu hơi phóng khoáng, hơi kiểu phóng khoáng. Ừ, kiểu giống như là dễ chịu luôn. Okay, mà ủa là phóng khoáng là sao ta? Là kiểu không có mấy, kiểu không phải là cố tình mặc đẹp nhưng mà kiểu rộng thình thùng thình như thế. Hiểu, có nghĩa là cái style nó là như vậy đó. Ok mọi người, thì mọi người đã thấy là Nguyên đã mặc xong cái look này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tới look number 2. Ok, let's go. 1, 2. Wow. Oh my god. Nhìn là bị hairstyle luôn nha mọi người. Style này không bao giờ Nguyên mặc. Oh my god, Nguyên không bao giờ mặc cái này luôn mọi người. Kiểu Jordan. Tiên sẽ nói ngày hôm nay những cái bộ Nguyên mặc. Cái áo này Tiên mua ở Cardi Various. Cái áo bên trong này là Tiên mua của Dafale Studio. Rồi cái quần này mọi người hỏi rất là nhiều. Quần này Tiên mua ở Zara nha mọi người. Tiên là mặc quần jean Zara. Zara, tại vì Zara Tiên thấy có rất là nhiều quần jean đẹp luôn, đẹp lắm. Rất là đẹp. Cái này thì tại vì cái quần này nó hơi rộng so với Nguyên một chút. Thế này nó vô đây là nó đẹp hơn nè, nhưng mà nó hơi rộng một chút. Kiểu này còn hả? Còn. Nó vô không thấy. Đẹp lắm. Trời ơi, hôm bữa mà Tiên thấy quần này là này là size số 2, là má mặc size 0 á. Đây là size số 2 nha. Rồi đôi giày này là đôi giày Jordan mà Kyle và gia đình Tiên đã tặng cho Tiên vào Christmas. Thì đôi này là đôi mid Jordan smoke grey nha mọi người. Đó, đây là full outfit ngày hôm nay của Nguyên. Quay vòng. Wow, swag. Yeah. Wow, đây là một bộ sang chảnh cho mọi người. Qua tới phong cách sang chảnh rồi. Trà chiều, afternoon tea và high art. Thì cái set này Tiên mua ở Nudie Eye đó. Cái áo bên trong này là Tiên mua ở Vintage Gown nha mọi người. Rồi, đôi giày là Tiên mua ở Zara. Và cái này là cái đựng nước hoa của quái xe tặng đó mọi người. Đẹp quá ha. Nè, sắp đi chơi được mà. Ừ đó, dễ thương ha. Đó, nhỏ vậy nè. Nguyên tự nhiên Nguyên thấy Tiên có này xong Nguyên kêu mai mốt qua mượn. Ừ, qua mượn chứ. Cái này mua về mặc có lần hai lần. Phí lắm, cho nên mình sẽ mượn nhau nha mọi người. Nên là nếu có bạn thân mà biết mặc đồ nên tiết kiệm chi phí là cách mượn đồ, chéo đồ chứ gì nữa. Chứ giờ mình nhà nha, mình đi chơi đúng không? Mình đi ăn cũng có một hai lần. Rồi mình cũng muốn đổi, không lẽ mặc bộ này hoài. Đúng rồi bé. Mình đi giờ mua phí tiền đúng không? Sợ rất phí tiền mọi người. Không lẽ hai đứa mặc hai mua hai cái giống nhau. Cho nên là Tiên thấy là Nguyên qua mượn Tiên cũng được. Xong rồi Tiên sau này Tiên sẽ qua mượn Nguyên tiếp mọi người. Yeah. Ok. Ok, bây giờ sẽ quay cho mọi người Nguyên một cái full outfit ngày hôm nay của Nguyên nha. Thank you.
Yeah, đây là bộ thứ tư. Wow, đây là một cái bộ cũng khá là cũng hơi classy chút. Ừ, nó cũng giống giống cái bộ trước một chút, nhưng mà đây là một cái set. Set này thì cũng của Her Story luôn mọi người. Đó, thì Nguyên đang phối với lại một cái túi Dior của Nguyên và đôi dép đi mua ở Shopee. Đó mọi người, cái đồ này mang được Nguyên với rất là nhiều outfit luôn á. Mà có 100 mấy ngàn là tiền mua hôm trước, nó còn sale nữa chứ. Sale còn 140, 150 gì đó. Nói chung là rất là ok. Đó, Nguyên mặc này đi chợ rồi nè. Ừ, kìa đó. Mấy cái cô bên khác mà hay chặt đạp xe đạp. Đúng không? Cái bông, có một bông ở trên cái rổ xe đó. Đó thì cũng mua có bông nữa nè. Đó, họ đi chợ để lát tiền. Tiền cũng tính là có nấu ăn cho nên là lát Nguyên sẽ mặc bộ này đi chợ với tiền. Để hợp lý. Ok, bây giờ tiền sẽ quay full outfit cho mọi người nha. Yeah, bộ cuối cùng. Đây cũng là một bộ đồ khá là chic. Nói chung là cũng khá là fashionista chút quá mọi người. Thì cái áo này Tiên mua ở Coco Sin. Đó. Cái quần này là cao của Tiên trên Shopee. Đó, mọi người nào coi cái clip mà Shopee ho của Tiên của Kyle thì mọi người sẽ thấy cái quần này Tiên surprisingly tự nhiên cái hôm đó mặc xong lại rất là thích. Ừ, không biết tại sao kiểu mặc xong á, thật sự. Mặc xong mà kiểu thật sự rất là thích luôn á, tại vì ống loe xong rồi cái mà kiểu nó cái form nó rất là đẹp luôn á mọi người. Đẹp quá à. Những cái bộ đồ ngày hôm nay là Tiên sẽ link tất cả ở dưới cho mọi người tham khảo nha. Rồi đôi giày này là Tiên mua ở Stradivarius luôn, là một đôi boot. Đó, đôi boot này mọi người cũng hỏi rất là nhiều thì cái đôi boot này Tiên cũng mua ở Stradivarius luôn. Đó, đây là tổng thể lúc ngày hôm nay và đây là cái bộ mình thích nhất. Vậy hả? Tối nay thì Tiên cái bộ này má mà bé. Đúng rồi, bộ này má là tối nay thì Tiên mua ở Gucci mọi người đó. Thì Nguyên có cảm nghĩ là sau 5 bộ đồ thì rating từ 1 tới 5. Bộ này thích nhất nè. Xong rồi tới cái bộ phóng khoáng. Phóng khoáng bộ áo vàng rồi. Xong tới cái bộ sang chảnh Nudie Eye. Rồi còn gì nữa, cái bộ đầu này gì? Còn cái áo khoác dài hùng hụt của quần jean á. Như lại cái set. Ờ, cái đó là không phải Nguyên. À, vậy cái là, đó quá là tiền. Vậy là cái set xong rồi tới cái đó đúng không? Ừ. Là cái đại thích nhất. Kiểu nó hơi ơm đúng rồi. Đúng rồi đó. Không, nó cũng basic thôi mọi người, nhưng mà nó có một cái điểm nhấn là cái belt ở đây thì mắc cười lắm hồi nãy thật ra cái này nó không dụ đâu mọi người, đeo vô nguyên tụt á, nhưng mà phải nhét vô ở đây nè, trời ơi má ơi nó mới được vậy á, chứ hồi nãy là chưa đủ không, con này không vừa mà. Ừ, con hay đeo mấy kiểu là đeo không vừa luôn. Cái belt thì hả, cái belt thì nó như là cái túi, như là cái túi, nhưng mà ý là đeo thành đeo được luôn. Thì tại vì nó có cái dây cái đây nè mọi người, connect vô được á nè, nó cái dây đây nè đó để connect vô được, là thành một cái bell người ta hay đeo như vậy. Ừ, thì fashionista mọi người thấy là hay đeo nghe bell nghe đây nè đó. Yeah, khá là, có nghĩa là một cái bộ này rất là basic nhưng mà cho cái túi vô thì có một cái điểm nhấn, một điểm nhấn thật sự. Ok, vậy là đã xong 5 bộ đồ ngày hôm nay. Cảm ơn Nguyên rất là nhiều đã làm khách mời rất là đặc biệt đến channel Tiên ngày hôm nay và mua vui cho Tiên mùa Covid. Thì tụi mình gặp nhau chắc nhiều hơn Shane không học Shane luôn. Nhiều. Biết Shane đang ở đâu luôn. Shane không gặp ai. Shane không biết đang ở đâu luôn. Shane thì sợ quá nhà. Không, tại vì nhà Nguyên gần nhà Tiên cho nên đúng rồi. Chơi. Còn nhà Shane hơi xa mọi người. Rất xa nên là... Còn ai bị lê lắm thấy không? Ừ, ai bị lê lắm. Thế tụi mày gặp nhau hoài vậy? Xong rồi... Biết bao không? Rồi. Ờ, không. Mày gì á? Ok mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết cái video ngày hôm nay. Nhớ subscribe Nguyên ở trên YouTube cũng như là follow Nguyên ở trên Instagram, và subscribe Tiên ở trên YouTube cũng như là follow Instagram của Tiên, và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye. Bye.